Hello cho anh em. Này mình đi với Long Trần Xịn Lên Sót nha anh em, đi với xe cà tàng. Còn chiếc kia thì đó anh đứng nhóc mà. Đứng sát bên nè. Ừ, 4 5 con luôn mà. Thì ba con lên cái vừa kìa. Trời ơi, con gì đứng dưới đất nhóc luôn kìa, con rồi bay luôn. Lên trên kia. Đứng từ vừa ba con. Rồi ba con chạy rồi thôi nè. Thử gốc mới nha anh em. Bắn này mình bắn. Con nè, con này cũng được mà. Rớt, ngay đầu. Ngay đầu. Rồi. Rồi. Kìa 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 nó gượng kìa, nó gượng kìa. Rồi, té đâu rồi, té lúc trong rồi. Lúc trong rồi. Còn con cây mai nữa. Còn con cây mai này bay tiêu rồi. Con xui. Tầm ngang. Tới luôn mà, con này chả hết à. Thôi, được rồi, được rồi. À. Mày tới nó bị mất cái mình. Ừ. Này bắn cái đầu. Tầm ngang rồi. Cái vừa nói rồi mà. Hay quá ta ơi. Thấy không? Hồi nãy là dây là mình bị ăn lên các bạn. Thấy không Long? Nãy dây ăn lên là cái bợ nằm ngoài. Cái cột này nằm ngoài anh em. Cái mình để đổi lại. Mình đổi lại cho vô nằm trong, cái mình cho hạ đạn xuống. Cái này là bí quyết nha anh em. Cắt cổ nó luôn. Bí quyết không sao Long? Hay quá anh Long. Không, cái này em phải học lớn rồi được. Rồi, tiếp tục anh em. Thế nhưng mà anh ba có rất nhiều bí quyết bắn đá anh em ơi. Anh em mình phải học hỏi rất nhiều. Anh chia sẻ rất nhiều kỷ niệm về những bí quyết mà chơi đá. Có gì đâu, dễ ẹt mà. Rồi tiếp tục nè. Kìa kìa kìa, lóc, đứng được. Được cái ức bên em kìa. Nó chui vô cái dừa rồi. Chui vô chui vô, có thấy đâu. Quất đầu phá. Chưa kịp bắn nè. Mới thấy con chim này. Khách. Rớt. Ê, trời ơi. Nó nổ trời ơi. Gục mới. Cái gì vậy? Khách. Đâu? Cố đi, anh không thấy. Cầm ngang, đó. Cái lá đó. Đó. Bịp cốc. Ngay cái đường đích, ngay cái phòng công. Còn luôn. Bỏ thằng khách này đi. Ê, nhanh đừng đỡ nè. Đây có cái cây này. Rồi. Xíu sức mẹ phao câu nhỏ rồi. Rồi đâu rồi, con chim đâu rồi. Kìa té như này nè, lụm luôn đây nè. Nghe cái bọp tính đâu rồi trúng rồi, ai giờ trúng đầu lá. Bay luôn hả? Mà em không quất đi mà em cứu anh. Đây, cái này đó, một cục đó. Quá thì tre à. Tre không à.
Anh cắm kiếm được anh chi nữa kìa. Nè lại đây có lỗ nghéo nè. Bỏ nó nhảy đó. Nhảy xuống đó. Nè 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 nè. Nè đúng rồi. Mà bắn nè. Mày. Mày. Cái này. Một viên. Xui rồi xui rồi. Xui rồi. Nó còn đây, nó còn đây đó kìa. Có cái bòi lượm đó. Còn. Khoan khoan khoan. Thấy không? Thấy thấy. Rồi bay luôn rồi. Qua tàu dừa, qua cái dừa ơi. Cái tàu. Qua cái dừa này. Cái bọc nó bị có cái bọc luôn mà. Cái lặn rồi lặn rồi lặn. Cái đưa lên gói dây, gói không được lẹ. Đâu vậy? Phải bỏ đi Phướng mà. Kìa nó bên kia vô. Kia vô kìa. Không thấy lá sông mà. Bà bắn. Ngại gì? Gỡ này xà lúc bắn luôn. Trời ơi trâu đạn vậy trời. Chịu rồi lông gớt kìa bay kìa. Ừ lông nó bay kìa. Tay bạn chết bạn á. Ôi bắn nổ nghe phê thì chứ tại bốp bốp. Cái tôi hú để nổ cái xíu đây đó gần 20 mét á. Cái tôi hú nổ cái xíu anh đây kiếm tôi hú không có. Xà bấm tiêu anh em ơi rừng này dày dữ lắm. Này cũng được như kê ở cầu bếp nha anh em ơi. Này bắn gốc mới luôn nha anh em. Bỏ ngùi bỏ hết luôn. Rồi tiếp tục. Mặt nó mới rồng dữ vậy á. Không. Cây đào. Thấy rồi. Lại khó nữa rồi. Ê, hay quá trời. Hay trời ơi trời. Bắn luôn bắn ghê vậy trời. Bắn bờ ngược, bắn bờ ngược. Xì gô, xì gô. Trời ơi, trời ơi. Con gì, con gì? Con gì? Ờ ok thấy rồi. Lụm. Hay quá thôi. Ngay đầu. Để em. Thấy không? Tao nói rồi sóc. Trong lá thì cứ từ từ. Rớt rồi mọi người ơi. Một phát một. Này bắn gốc mới mà bắn bọc ngược luôn anh em. Thấy. Lòng lòng thấy bắn bờ ngược. Lòng sợ. Đó ngay chỗ đó đó. Muốn quay sồ sồ đó mà. Đây. Đâu luôn nè. Trời hay đi bắn ngay đầu luôn. Quá mát. Bờ ngược mà. Lòng khoái rồi, khoái bờ ngược rồi. Lòng khoái bờ ngược anh em ơi. Ừ. Cửa nè. Nó bự ông ơi nè anh em ơi. Bự ngược nha anh em. Đủ trò hết trơn nha. Chứ bây giờ bắn cái kia đạn đi lên bắt. Đạn lên bắt buộc phải bắn bự ngược rồi. Bỏ công thun thì nó uổng anh em. Rồi tiếp tục nha. Bụp. Lấm. Lâm ơi. Bị thương ai? Trúng cái nó chạy trời ơi. Tại vì nó lú cái ức chứ nó không phải lên lú cái nó không có lú cái đầu. Nó nó không quay lại đâu. Từ 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 để coi chạy cái nào. Thấy chưa? Từ từ kiếm đó. Nó bị thương ngang ngực rồi, ngang ngực á. Quất đi, quất, quất. Chính xác vô, chính xác vô. Mày. Mày. Rồi rồi, hết đói rồi, hết đói Long ơi. Hết đói rồi. Vô bẻ ai, vô bẻ ai. Hết đói rồi.
nó còn nhúc nhích trên đó nè. Rồi. Sao chạy chạy chứ nó chạy nó hết nổi rồi. Đó đó Long. Nó chạy hết nổi rồi. Xong bè ơi. Quất. Bên em. Nó nhảy hết nổi rồi. Cái đó. Con này. Từ từ. Đâu rồi? Nó chui vô bè rồi. Sao đại ơi? Thấy không? Nó chui vô rồi. Mưa luôn Lâm ơi. Chui nó ém hay gì rồi? Đây có bộ nhùi. Ém rồi Long ơi. Ém dòng bẻ rồi. Để hai anh em mình bắn cho nó ra cái anh em ơi. Để mình dòm đó. Con này chết chảnh luôn á Long ơi. Nó không ra đâu, chết luôn á, chắc luôn á. Ngay cái buồng dừa khô, đó phóng rồi, phóng rồi. Không sao. Ok ok, chạy hết nổi rồi. Trời ơi, vô đây. Hư rồi, hư vô trước. Chạy hết nổi rồi. Chỉ có đường kích thôi. Qua đây thấy lú lú tán lên cái nữa là xong liền. Cái cam anh chưa tắt á. Cái cam anh chưa tắt á. Vô ổ rồi Long. Mưa rồi anh em ơi. Rồi để mình kiếm nó tính á. Để nó đi. Thấy không? Thấy nó tụt xuống thân này. Mới xuống thần phải không? Mới xuống thần. Kiếm đi, buông cây ra đi, Không được, buông cây nó ngã. Bắn đi em dịnh cây cho. À, để em kiếm nó ra. Đây nè. Thấy chưa? Rồi, ba thấy anh em ơi, điểm đầu, sở trường của anh ba. Tới số rồi, con ơi. Tới một chuyện rồi. Hay quá, anh em nghe thành gì chưa? Có nghe gì không? Anh em có nghe gì không? Mà nó đâu rồi? Nó lớn chắc rồi, nó đeo nó quéo rồi. Ê! Em thấy cái đuôi, từ từ. Em thấy cái đuôi. Cái này chỉ cái đùi nè. Thấy cái đùi đó không? Đó cái đùi đó. Ok. Đó nó ra nguyên con kìa. Cái nó. Nó tụt xuống hơi về. Nó nằm trong ổ. Rồi anh kêu em nhích nhẹ nhẹ ha. Rồi. Nó mới chui vô cho nghe chỗ trái dừa nè. Rồi anh ra đây nữa đi. Em chọc nữa cho mắng nè. Trời ơi phê lắm rồi. Không có bụp nó phê lắm rồi. Đã rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Rớt đất luôn bây giờ. Trời. Rất thiệt. Ôi dạ. Dạ. Trời ơi nó cắn dính dép luôn nào. Trời ơi. Dép rồi anh em. Nè. Rồi cắn dính dép à. Nè. Đúng không? Không, trời trời. Giật go kẹp. Nó cắn dính dép rồi anh em, tội cái răng đó nè. Thấu luôn dép tôi luôn trời ơi. Trời ơi. Quên. Chà. Rồi, về. Dễ khúc đầy bò bỏ thằng ba. Ok. Đó rồi. Đó, anh em ơi. Nè, được anh em. Mình xử lý nó xong rồi anh em. Nó cắn lủng dép luôn vô giò luôn anh em. Chạy à, tét à. Wow, tét. Nó móng nó wow á. Wow đâu wow, nó cắn mà. Tét đường luôn rồi. Mày hai bưởi. Còn nữa. Rồi, tiếp tục. Hai anh em bắn giữa trời mưa luôn. Không ăn được sóc đâu. Ừ. Xanh. Nè, nó chẳng hít hả? Đâu hết nó phút rồi. Hút gì thấy đó. Đó thấy chưa? Cục đó biết rồi lá cây mình kiếm mình nào chống mình má thôi ơi đi nãy tao đứng ngoài tao bêm luôn đi đây ngon hơn dễ ăn hơn bây giờ tao không chịu sành nữa nè gớt gớt đầu rồi.
Anh nghe anh em nghe tiếng gì không? Mà nó đi mất tiêu rồi anh em ơi. Nè nè, xài xuống đây nè. Vô hàng dừa trong á. Xài xuống đây nè, em thấy xuống đây nè. Rồi để mình chạy giúp kiếm nó nè. Mà có không à. Trời ơi, được cái hột gà. Ờ, trong đây. Ở đây được cái hột gà nữa. Được hai hột gà. Hột gà bị biệp tha ra. Làm được hai hột gà. Nó rớt được trời, kiếm sao kiếm trời. Trời ơi. Nhanh. Còn hai con ở bên kia. Cái cây sao bên đây nè anh ba. Cây sao trống lỏng bên đây nè, mà đậu cho đọt á. Để hai con, ba bốn con đi trước đi. Tình chứ nó mất tiêu một con rồi. Xuống đó đó, vô bụi cỏ để hồi lục cái gì một xíu rồi nát gáo rồi. Đây đó vẫn bình thường thôi. Nó quay ngang nữa chứ. Rồi đủ lông nữa rồi. Trời ơi nó qua đầu cây đó nữa. Rồi đổ lông luôn. Rồi hấp cám này. Trời ơi, con cò ở đâu vậy? Nó còn lạ, lát cái gì tiếp à? Qua cây đây à? Còn cây xanh nữa anh em ơi. Không có gì nghĩa hơn. Và tí do con gì cái đầu này. Ngoài nhìn thấy một cục luôn nha. Cũng thấy một cục nữa. Đây nè, thấy rồi. Thu xanh cái gì nữa. Trời ơi đó. Nhưng mà có nhánh cây nó cản. Có nhánh cây lọt kẻ. Đây là nguyên con lọt kẻ. Hay quá anh ơi. Cái gì nữa vậy? Cái gì nữa vậy? Rồi luôn đi lết luôn. Trời ơi. Trời ơi. Ba con bông mi luôn. Anh thấy nó bay chút rồi ha luôn rồi. Vô trong vườn giống luôn rồi. Có mi nữa rồi. Chán. Đang chờ xe. Trời. Rơi hồi vườn mới luôn rồi. Lấy đầu kiếm. Bay lúc vô tổng tổng luôn rồi. Con đó bay chuẩn bị rớt á. Không bay nổi. Con đi. Bắn đi. Hú đâu con Phướng chứ tôi hú đâu. Cái đuôi vậy thôi. Đâu. Đủ rồi anh Phướng. Phướng. Chết. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Ông Bi không vậy trời. Bốn viên. Thua. Ông đi đâu nè. Nãy giờ mình bốn cái kiềng để lòng đổi tay nè. Đổi tay không hên luôn rồi. Vô nữa gì vậy? Nó nha. Mày dưới đít nó rồi nhân ơi. Cái con kia. Thôi cái này để anh ba bắn đi. Đúng cái đầu chơi đủ ca khó không vậy ta? Đó. Ớ kìa Long. Eo em bắt vậy là vô phương chú. Luôn có cái đầu. Bắn không tin tưởng dân vậy trời. Ba bắn anh em. Trời mưa nữa nè.
Dẻo. Chơi đưa ra khó không à. Nặng phun ra, ướt nó nhẹp hết trơn rồi nè. Bắn đấm gì? Cây không? Đâu rồi? Đó. Đó, nhảy một cây rồi, anh qua đây tôi thấy nè. Đó, nguyên con luôn. Không thích thấy không? Đó. À, nhảy mới thấy. Hai con bay lại luôn. Mày khổ đổ không cắn thật. Gãy trên cây luôn rồi. Rồi anh em ơi, về tới nhà của Long rồi. Này đi cũng có hai thành viên mới chắc chịu nhưng mà không hùng hợp được mẹ vậy chân á. Mưa quá anh em ơi. Mình với Long làm được nhiêu đây? Ôm bi hết mẹ bốn con cu xanh nè. Chúng thôi này cũng được nhiều ạ. Rồi, anh em xem video có hay thì cho mình một like, được chia sẻ nha. Anh em muốn mua thông bi đá thì cứ liên hệ số điện thoại màn hình. Rồi, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em clip sau nha. Giờ mấy anh em mình mừng quất.